chào anh chị. Video này bên em xin giới thiệu với anh chị dịch vụ kiểm tra sửa chữa trạm cân ô tô, trạm cân xe tải 60 tấn ở Hóc Môn bị nhảy số nha anh chị nha. Khách hàng bên em gọi cho anh em báo là cân của khách hàng bên em bị nhảy số liên tục và không thể sử dụng được. Thì ngay lập tức bên em cho hướng kỹ thuật kiểm tra sửa chữa online trước với khách hàng để kiểm tra xem có bị đứt dây hay không, có bị chuột cắn hay là bị sút dây tín hiệu hay không. Thì sau khi kiểm tra vẫn không được, bên em cho hướng dẫn kỹ thuật lên trực tiếp để kiểm tra cân sửa chữa cho khách. Và vì khách hàng bên em là chuyên về kinh doanh về giấy phế liệu của anh chị, cho nên là sợ bên dưới bàn cân bị bụi, bị đất, bị phế liệu rớt xuống bàn cân làm cấn cả để dẫn đến cân nhảy số. Cho nên bên em kiểm tra rất là kỹ dưới bàn cân, kiểm tra thiết bị, kiểm tra mọi thứ, máy tính, máy in. Thì sau khi kiểm tra hết toàn bộ mọi thứ thì phát hiện ra là cân của khách hàng bên em là bị nhiễu điện anh chị. Giờ hiện tại cái máy tính bên em gọi điện đây nha. Gọi 80 mấy volt nè. Tức là cho cái đồng cân với cái bàn cân mình nó bị nhảy số á. Này thì đem cái con mát để xử lý trước nha. Còn nếu mà không tác dụng nữa thì có thể thay đổi cái cục máy tính này nha. Nói đến cân ô tô, cân xe tải bị hư hoặc bị nhảy số anh chị, thì có rất nhiều lý do, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cân bị nhảy số anh chị ạ. À, ví dụ những video trước bên em cập nhật thông tin là cân bị chuột cắn, rồi cân bị sút dây, cân bị thì là cắn móp cảm biến, cân bị bàn cân bị cạ, bị những cái vật dụng hoặc là những cái bụi đất làm cạ đến bàn cân cũng dẫn đến nhảy số. Và đây là một cái trường hợp, là đối với trường hợp thực tế này là cân bị nhiễu điện cũng dẫn đến bàn cân của mình nhảy số. Cho nên anh chị thì theo dõi với anh em kênh YouTube của bên em, Cân Thái Bình Dương của bên em, thì anh chị sẽ tìm hiểu và nhận thấy được rất là nhiều nguyên nhân để anh chị có thể tự động kiểm tra cái cân của mình khi đang sử dụng mà bị lỗi, để tránh trường hợp là mình khỏi có phải tốn tiền kêu thợ sửa bên ngoài, hoặc là cũng có thể là hoạt động cân của mình có thể là tự sửa được để hoạt động kinh doanh của mình không bị trì trệ và nhanh nhất. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi video, và nếu anh chị có nhu cầu sử dụng cân, anh chị liên hệ với bên em số hotline trên màn hình 24/7 để bên em kịp thời tư vấn cũng như là cung cấp cân mới, sửa chữa cân, bảo trì cân cho anh chị ạ. Em cảm ơn, em chào anh chị ạ.